Sáng ngày 4 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024 và đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2024-2026. Tại buổi lễ phát động thi đua đột kích chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động thi đua trong toàn quân và Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn thực hiện các nội dung chỉ tiêu thi đua như thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Thời gian thi đua từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2024. Tại buổi lễ phát động, ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn và các ban của ban chỉ huy quân sự huyện đã ký giao ước thi đua đột kích. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, hội đồng quân nhân huyện Búc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2026 trong nhiệm kỳ qua hội đồng quân nhân đã phân công nhiệm vụ cụ thể về quân sự chuyên môn dân chủ về chính trị dân chủ về hậu cần đời sống thường xuyên kiện toàn đủ các thành viên hội đồng quân nhân kiện toàn các tổ quân sự chính trị và tổ kinh tế để duy trì hoạt động hàng tháng quý tổ chức sinh hoạt đánh giá ưu khuyết điểm rút kinh nghiệm thực hiện ba mặt dân chủ kịp thời báo cáo đề xuất, phản ánh kiến nghị với cấp ủy và người chỉ huy những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ để cấp ủy và người chỉ huy nắm bắt chỉ đạo thực hiện tốt các mặt dân chủ, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2024-2026.